Chị ơi, em chào chị. Vâng vâng, chị đang làm gì đây? Cho em nói chuyện với chị một tí nhá. Em gài cái này một tí. Đang lượm ve chai à? Lựa để bán. Mấy hôm trước là cách đây hơn một tuần là mình không đi làm à? Em lên đây em phát quà không có gặp mình. Dạ, chị đi bệnh viện em ạ. Đi bệnh viện à? Dạ. Bị sao? Đây vết này mới mổ đây à? Cho em quay phim tí nhá. Khâu bao nhiêu mũi đây? 10 mũi. Ôi trời ơi. Là bị gãy tay hả? Trời ơi, làm ăn kiểu gì mà lại thế? Té xe. Té xe à? Cũng về nhặt rác mà. Tay lành hẳn chưa? Chưa. Chưa lành hẳn mà sao lại đi ra ngoài này làm rồi? Đi làm phụ trong ở nhà thì không có gì ăn đâu. Cái tay này là có nhặt được chưa? Chưa. Chỉ nhặt một tay à? Ừ. Ôi. Còn chưa có thắng mới còn đau. Bây giờ chú hỏi con cái này nhá. Dạ. Bây giờ con nhìn thấy tay của mẹ thì mới mổ xong nhưng mà mẹ đi lượm rác như vậy, con có thấy tội không? Dạ có. Con có thương mẹ không? Dạ có. Con thương mẹ sao con không kêu mẹ là ở nhà đi, chừng nào tay khỏi hẳn rồi đi. Con có kêu nhưng mà mẹ thì không chịu. Mẹ không chịu à? Dạ. Con kêu thế nào? Con nói là tay chưa khỏi mẹ đi rồi. Xong rồi mẹ nói thế nào? Mẹ nói là phải đi kiếm tiền. Đây, em trao cho chị này. Chị bình tĩnh lại. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Chị đó khóc rồi cả nhà. Cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã biết giờ coi video của chúng con rất là nhiều. Tại vì từ đó giờ chúng con chưa có tiền nhiều như vậy. Con sợ lắm. Sao lại sợ? Bây giờ chị đó khóc rồi, chị đó không nói được gì được cả nhà. Chị bình tĩnh đi, chị không? Chị cứ bình tĩnh đi, cứ em ngồi đấy. Nào, bỏ tay xuống. Nhà thì cơm ăn thì từ ngày kiếm, bỗng một ngày có tiền như vậy, mình không biết từ đâu mà ra. Cô chú đã cho con không biết cảm ơn như thế nào. Con biết ơn rất là nhiều. Con cảm ơn cô chú và Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ là Trọng đang có mặt tại bãi rác Gung Rẻ của huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Ngày hôm nay là Trọng quay lại đây để Trọng thăm lại cái hoàn cảnh mấy đứa trẻ lượm rác ở tại đây cả nhà. Thì cách đây một tháng là Trọng có chia sẻ lên cái video về hoàn cảnh của mấy đứa trẻ lượm rác. Cái ngày hôm đó vô tình Trọng bắt gặp cái cảnh mấy đứa trẻ nó lượm mấy cái bọc bánh người ta vứt ở bãi rác mấy đứa trẻ ăn á. Thì Trọng quay lại, Trọng có chia sẻ video lên. Xong rồi Trọng cũng có đi vô trong nhà, Trọng thăm gia đình nữa. Thì mới biết được là hoàn cảnh của gia đình mấy đứa trẻ này rất là khó khăn luôn. Cả nhà 6-7 người là đều phải ra ngoài này lượm rác, từ trẻ con cho đến người lớn. Thì nếu mà khán giả thường xuyên xem video của Trọng là cũng biết được đến cái hoàn cảnh này rồi. Thì hoàn cảnh này là Trọng đã chia sẻ lên là cách đây một tháng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Trọng mới quay lại đây để Trọng thăm. Và Trọng trao một cái số tiền rất là lớn của Mạnh Thường Quân. Tại vì suốt những ngày vừa qua là gia đình của Trọng là đang có việc bận. Thì vợ của Trọng là mới sinh em bé xong. Thành ra là Trọng phải nghỉ mất hơn một tuần. Bây giờ thì Trọng sắp xếp công việc ổn định hơn rồi thì Trọng mới đi làm được. Thì bây giờ là mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Đây cả nhà. Thì Trọng đi từ xa thì Trọng đã nhìn thấy gia đình của mấy đứa trẻ lượm rác rồi kìa cả nhà. Thì nguyên một gia đình là đang ngồi đó. Thì ở cái bãi rác Gung Rẻ này á, là Trọng đã đi vô đây rất là nhiều lần, Trọng thăm bà con rồi. Thì cái gia đình này là một cái gia đình mà có hoàn cảnh phải nói là đặc biệt nhất ở tại bãi rác này luôn. Thì đây là Trọng nhắc lại một lần nữa để cho tất cả khán giả biết thêm về hoàn cảnh á. Những khán giả nào xem trước thì khán giả biết rồi, những khán giả xem mới thì khán giả chưa biết, nên là Trọng nhắc lại một tí.
Bây giờ là vợ chồng sanh em bé nên là Trọng nghỉ mất hơn một tuần đấy cả nhà. Thì Mạnh Thường Quân cũng gửi một số tiền rất là lớn để giúp cho hoàn cảnh này. Nhưng mà Trọng chưa có đi lên trên này, Trọng trao và Trọng thực hiện những cái điều kiện của Mạnh Thường Quân đặt ra được. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay là Trọng sẽ làm việc trở lại, rồi Trọng sẽ giúp đỡ cho bà con. Thôi bây giờ là Trọng lên Trọng nói chuyện cùng gia đình luôn. Mời khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Đây này cả nhà, mấy bé là đang lượm rác tại đây này cả nhà. Chú chào mấy đứa nhá. Bọn con đang làm gì đây? Đang nhặt rác à? Cho chú gà cái này một tí nhá. Con tên gì nhỉ? Con tên là Ca Lùi. Còn nhờ chú tên gì không? Dạ có. Chú tên gì? Tên Trọng. Chú tên Trọng? Dạ. Đó, rất là lâu rồi mới gặp lại mấy bé cả nhà. Đâu bọn con đang làm gì, làm chú xem nào. Nhặt cái này bỏ vô bao hả? Dạ. Hôm nay là con đi lượm rác cùng ai đây? Mẹ với bố. Mẹ với bố à? Dạ. Trời ơi, nhìn cả nhà xem này. Sáng giờ nhặt được nhiều chưa? Dạ, có. Đây là cọng dây điện nè. Đây là ba chị em nhé cả nhà. Đây là ba chị em còn rất là nhỏ luôn. Bé này là nhỏ nhất đúng không con? Dạ. Bé này là tiếp tục tới bé này xong rồi mới tới con. Con còn một người chị mà hôm nay có đi lượm rác không? Dạ có. Có đi luôn đúng không? Dạ. Chị đâu rồi? Chị đi với bố ở dưới. Chị với bố ở dưới? Dạ. Mấy hôm trước là chú lên đây mà lại chú lại không gặp con. Chú hỏi người ta thì người ta kêu là mẹ của con đi bệnh viện à? Dạ. Mẹ của con bị sao? Bị cái tay người ta xuống ấy cả lại cái kia. Hôm bữa là chú lên trên này chú phát quà mà chú không thấy mấy chị em á. Chú có gửi quà cho một người dân, họ có đem về cho mình chưa? Dạ có. Có đem về rồi đúng không? Dạ. Hai thùng mì đúng không? Dạ. Mẹ của con hôm nay đi làm rồi à? Dạ. Để chú ra chú nói chuyện với mẹ của con nhá. Dạ. Con cứ làm việc đi, để chú nói chuyện với mẹ của con. Đây là mẹ của mấy bé này cả nhà. Chị này là chị Ca Thơm. Chị ơi, em chào chị. Vâng vâng, chị đang làm gì đây? Cho em nói chuyện với chị một tí nhá. Em gài cái này một tí. Đang lượm ve chai à? Lượm để bán. Mấy hôm trước là cách đây hơn một tuần là mình không đi làm à? Em lên đây em phát quà không có gặp mình. Dạ, chị đi bệnh viện em ạ. Đi bệnh viện à? Dạ. Đi sao? Đi rút cái sắt lại. Rút cái sắt hả? Dạ. Cái tay của chị sao mà lại băng thế? Còn đau. Cái đấy là hôm bữa là mổ à hay gì? Mổ lấy sắt ra. Mổ lấy sắt ra? Dạ. Đâu chị Thơm, chị đứng dậy chị cho em xem cái tay của chị một tí nào. Mổ ở trong này à? Dạ. Tay của chị mổ này cả nhà. Còn đau nên mặc được. Đâu, từ, đưa em lấy cái mic nào. À đây, coi thế này được rồi. Đây, vết này mới mổ đây à? Ừ. Cho em quay phim tí nhá. Dạ. Khâu bao nhiêu mũi đây? 10 mũi. Ôi trời ơi. Là bị gãy tay hả? Dạ. Trời ơi, làm ăn kiểu gì mà lại thế? Té xe. Té xe à? Ừ. Cũng về nhặt rác mà. Tay lành hẳn chưa? Chưa lành hẳn mà sao lại đi ra ngoài này làm rồi? Đi làm phụ trong ở nhà thì không có gì ăn đâu. Cái tay này là có nhặt được chưa? Chưa. Chỉ nhặt một tay à? Ừ. Ủa ôi. Còn chưa có thẳng mới còn đau. Cái tay này chưa thẳng. Ừ. Cái tay này. Tay này đâu có sao đâu. Tay này là chưa có thẳng nên là chưa nhặt được. Ừ, còn cong. Sáng giờ gia đình nhặt được nhiều không cho em xem nào. Đây. Đây à? Ừ. Cái này hình như ít hơn mấy lần trước à chị? Ừ. Cái này không phải một ngày đâu mà hai ngày đấy. Hai ngày à? Ừ. Sao nhận ít thế? Đâu có đâu. Chị đi lượm lại được mấy ngày rồi? Hai ngày nay. Ừ. Mấy ngày trước là chị nằm viện bao lâu nhỉ? Một tuần. Ở nghỉ nhà 2 tuần. Ừ. Chị Thơm thì hoàn cảnh của gia đình chị rất là khó khăn luôn cả nhà. Hai vợ chồng thì đều lượm rác. Mỗi lần đi lượm rác là dắt hết tất cả các con đi luôn. Hôm nay các con của chị có đi đủ không? Có. Đủ hết luôn à? Ừ. Chị mấy đứa nhỉ? Năm đứa. Sáu hết bố. Hai bố con đi nhặt rồi. Hôm bữa là em có lên trên này em phát quà. Thì em không thấy chị á. Em mới nói chuyện với bà con. Em mới kêu là ủa cái chị mà có mấy đứa nhỏ mà hôm bữa mà em quay phim mà bọn nó ăn bánh, nó nhặt ở đây nó ăn bánh đâu rồi. Thì người dân mới nói là chị đi bệnh viện á.
Thành ra là em mới không có trao quà cho chị được, em mới có gửi người dân họ đem quà về cho chị á. Họ đưa rồi mà đúng không? Có, người dân đưa cho chị 2 thùng mì rồi. Bây giờ mình đang tiếp tục công việc. Đâu chị nhặt cho em xem nào. Cả nhà xem này, tay của chị đau như vậy mà chị vẫn nhặt. Sao chị không nghỉ thêm vài ngày nữa đi cho nó lành hẳn đi rồi chị làm? Phụ để làm quen cho nó quen, nó không ở nhà nó không làm được có gì ăn. Bữa là chị đi viện là chị phải nghỉ làm mất bao nhiêu ngày nhỉ? 2 tuần không? Chắc trong bệnh viện thì 1 tuần, về nhà 2 tuần. Tuần này là 2 tuần, 3 tuần rồi. Thế là chị nghỉ mất 20 ngày đúng không? Ừ. Trời ơi. Từ sáng giờ 2 tuần từ viện về đâu có gì ăn đâu. Về đi xuống Bảo Lộc có tiền đem có 4 triệu à. 4 triệu xong rồi nộp cho nó mổ. Cho nên là không có tiền ăn. Trong lúc này, ở viện thì hai vợ chồng có khi thì vợ nhìn chồng ăn. Chồng ăn thì vợ nhìn không dám ăn. Lâu lâu thì người ta cho cơm từ thiện mới có ăn. Không có tiền. Đã nghèo rồi lại còn mắc thêm cái eo nữa. Đã nghèo rồi mà tay mình lại bị gãy nữa. Vậy mới đấy. Tại bệnh viện Bảo Lộc thì cũng có người cho cơm từ thiện đấy. Xong rồi mình đi hỏi thì người ta nói, mình nói là cô ơi ở đây người ta có phát cơm không? Rồi cô nói là ừ. Rồi từ trưa cho đến chiều. Tại vì hoàn cảnh con khó khăn quá con xin cơm. Và cô nói con cứ đi là cô sẽ đưa. Đấy, bữa là đi bệnh viện là hai vợ chồng đi à? Ừ. Thì mấy đứa nhỏ ở nhà một mình à? Ừ. Đâu chị kêu mấy đứa nhỏ, con qua đây con đi qua đây nói chuyện cùng chú tí nào. Bây giờ chị đi là mấy bé là ở nhà một mình à? Dạ. 4 chị em ở chung với nhau. Ừ. Mấy đứa nhỏ này hôm bữa là em cho tiền cho mình để mình đóng học là mình đóng chưa? Rồi. À, đóng học rồi đúng không? Ừ. Hàng ngày. Năm này mới không có tiền này. Học cũ là mình đóng rồi, còn học năm mới là mình chưa có tiền đóng đúng không? Tiền với sách vở đồ đạc nó mặc chưa có tiền để mua. Trời ơi. Chị cũng mệt lắm chứ, hồi nãy trong mặt chứ kiện mấy chị này nói là nghỉ đi. Tay còn đau mà đi làm gì. Chị nói là đi làm phụ chồng kéo cái gì thì mình nói thì đổ cái đó giúp. Chứ mình chồng thì ông làm chậm lắm. Làm không giỏi như người ta. Em thấy họ nói cũng đúng là tay mình đau mình nghỉ thêm vài ngày nữa rồi mình đi làm. Chứ thế này thì lỡ mà chị đau lại nữa rồi tiền đâu đúng mà đây. Tại vì đi nhặt rác phải tranh giành đấy. Nếu không tranh giành không có đâu. Ý là rác thì ít nhưng mà nhiều người nhặt quá đúng không? Mình phải giành đúng không? Thấy lấy cái cây kìa tranh giành kìa. Bữa trước này nó rơi cái vành sành trên xe luôn, lũng luôn. Đi may tay tới bệnh viện Di Linh luôn. Xe rắc chở luôn đấy, tới đó luôn về. Chảy máu đầy luôn, ban đêm á. Luyện, con xích lên đây con nói chuyện với chú một tí nào. Chị đem cái này coi. Đi, bây giờ là chị em mình vô trong này một tí đi cho mát chị ạ. Ngoài này nắng quá chị. Đi, kêu mấy đứa nhỏ vào đây chị. Đây chị em mình qua đây, chị em mình nói chuyện một tí. Đây, mấy mẹ con mình ngồi đây. Đây, ngồi đây luôn này. Cái đây là cái chòi của mẹ con mình đây à? Ui, thật kìa. Thằng cu sao nó chạy túc trên kia vậy chị? Linh, con qua đây con ngồi cho chú. Để chú hỏi chú nói chuyện với con một tí nào. Cả nhà xem, cả nhà thấy thương không? Tay của chị dù là chị bị đau, chị vẫn mới mổ xong, chưa có khỏi hẳn. Nhưng mà chị vẫn phải đi vô trong bãi rác, chị lượm rác để nuôi các con. Tại vì gia đình đông con rồi cuộc sống khó khăn. Nên là không làm thì lại không có gạo mà ăn. Nên là bắt buộc chị phải đi làm thôi. Trọng nhìn thế này, Trọng thấy rất là tội luôn. Bây giờ chú hỏi con cái này nhá. Dạ. Bây giờ con nhìn thấy tay của mẹ thì mới mổ xong nhưng mà mẹ đi lượm rác như vậy, con có thấy tội không? Dạ có. Con có thương mẹ không? Dạ có. Con thương mẹ sao con không kêu mẹ là ở nhà đi, chừng nào tay khỏi hẳn rồi đi. Con có kêu nhưng mà mẹ thì không chịu. Mẹ không chịu à? Dạ. Con kêu thế nào? Con nói là tay chưa khỏi mẹ đi rồi. Xong rồi mẹ nói thế nào? Mẹ nói là phải đi kiếm tiền. Mẹ nói phải đi kiếm tiền à?
Trời, thế con có sợ cái tay của mẹ thì chưa khỏi mà mẹ đi như vậy rồi bị nặng hơn, con có sợ không? Dạ có. Con có thương mẹ không? Dạ có. Bữa mẹ đi nằm viện thì con có nhớ mẹ không? Dạ có. Bữa mẹ đi nằm viện rồi mấy chị em ở nhà ăn uống thế nào? Ăn uống bình thường. Chị lớn nhất nấu ăn đúng không? Dạ. Cả nhà nghe bé nói chuyện, hai mẹ con tâm sự, cả nhà thấy thương không? Kêu mẹ ở nhà đi nhưng mà mẹ vẫn phải đi làm thì còn kiếm tiền. Trời ơi. Bây giờ Trọng cũng quay một vài cái clip về gia đình, nhưng mà có bé này là thấy bé là tội nghiệp nhất luôn, là cả nhà. Bé còn nhỏ nhưng mà bé rất là ngoan ngoãn và lễ phép luôn. Trọng hỏi gì là bé đều dạ vâng. Trọng mà nói đến gia đình của bé là bé thương mẹ của bé rồi, bé thương gia đình là bé khóc luôn đó cả nhà. Trọng mới hỏi bé vài câu thì cả nhà thấy là bé đang rưng rưng nước mắt rồi nè. Con khóc hả? Sao con lại khóc? Tại con thương mẹ. Tại con thương mẹ của con hả? Ý là thấy mẹ tay đau như vậy mà mẹ vẫn phải đi làm để nuôi các con thương mẹ đúng không? Dạ. Trời ơi. Cả nhà xem này, mắt bé rưng rưng rồi này. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 5. Lớp 5. Sang năm tới là con học lớp 6 đúng không? Dạ. Trời ơi, hôm bữa là chú cho tiền là mẹ có đóng tiền học năm rồi cho con chưa? Dạ rồi. Con sắp tới đây thì có tiền để mua quần áo mới, để mua xe đạp cho con chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ. Cả nhà nghe bé nói chuyện cả nhà thấy thương không? Rồi để chú nói chuyện cùng mẹ con một tí. Cho em gái cái này em phỏng vấn chị một tí nhá. Chị khóc à? Chị này chị khóc này cả nhà. Sao chị lại khóc vậy? Chị Thơm, em đang nói chuyện với con của chị mà sao chị lại khóc vậy? Thấy tội quá. Tiền học cũ thì mình mới đóng rồi đúng không? Bên em giúp cho thì mình đóng rồi. Thế còn năm học tới đây thì chị tính thế nào? Chị đâu có tiền đâu. Đi kiếm có người nào thì sang năm thì chị đóng thôi. Sang năm thì tới đâu thì tính tiếp tới đấy đúng không? Dạ. Em lên trên này em thăm gia đình của chị mấy lần thì em biết được là gia đình mình rất là khó khăn. Thì bây giờ là em hỏi hai mẹ con của mình luôn này. Bây giờ em hỏi chị Thơm trước. Là không biết là chị có cái ước mơ gì hay chị có cái nỗi niềm gì mà chị muốn nói cho bọn em nghe không? Chị có cái ước mơ gì? Đúng là từ nhỏ thì chị không biết chữ, khó khăn quá, nhà nghèo. Chị sợ là con của chị sẽ không biết chữ như người ta, cho nên chị phải cho nó đi học. Tại vì chị cũng kiếm tiền nhiều rồi, kiếm hoài không được, toàn là cầm bệnh tật không à, không chồng thì cũng vợ, cho nên kiếm ngày nào ăn ngày đó cũng cho con đi học. Cũng cố gắng hai vợ chồng kiếm để hai đứa nó, bốn ba đứa nó đi học để biết chữ như người ta. Để hỏi phải hai vợ chồng thì không biết chữ thấy buồn lắm, đi đâu không biết chữ là khổ, cho nên chị phải cho mấy đứa đi học. Cái đấy là cái niềm ao ước của chị đấy đúng không? Là chỉ mong là mấy đứa đi học thôi. Thế còn điều gì nữa không? Chỉ có cơm ăn, áo mặc cho nó thôi. Thế là ao ước là muốn cho bọn nó học tới nơi tới chốn, với cả có cơm ăn áo mặc. Thế là còn điều gì nữa không? Mình không có thì mưa thì cũng nhiều lắm mà không dám mơ. Là chỉ muốn như vậy thôi đúng không? Chỉ mong là được như vậy là hạnh phúc rồi đúng không? Thì mình đi kiếm hàng ngày có bao nhiêu ăn bao nhiêu, sao dám mơ được. Khó lắm. Còn mình nha, chú hỏi con nhá. Thế là bây giờ con thấy ba mẹ của con như vậy thì con có mong ước gì không? Dạ có. Con có mong ước cái gì? Con mong ước là gia đình con hạnh phúc. Nếu con nhỏ bé không biết nói gì, bé khóc thì cả nhà. Trời ơi. Cả nhà nãy giờ Trọng phỏng vấn với gia đình của chị Thơm thì cả nhà xem thì cả nhà cũng thấy rồi đó, là mong ước của gia đình. Bây giờ thế này, chị Thơm với cả các bé này tập trung nghe em nói chuyện nhá. Thì hôm trước là em có lên trên này,
em có quay video về gia đình của mình thì biết được hoàn cảnh của gia đình của chị rất là khó khăn. Chị hai vợ chồng với cả mấy đứa con đi điệm rác còn phải lo cho mấy đứa con nữa, nên là Mạnh Thường Quân ở bên em thì cũng giúp đỡ cho gia đình của mình, thì cũng gửi cho gia đình của mình một số tiền rất là lớn để làm những cái việc trọng đại ở trong nhà. Hôm bữa là em có thăm nhà chị rồi, em thấy cái nhà của chị là bữa chị có nói là nhà bị dột đúng không, nên là Mạnh Thường Quân bên em á là cũng chị tập trung nghe em nói chuyện này, cũng gửi tiền và nói với em á là để sửa lại cho chị cái nhà, lợp lại tôn để cho không có dột, và phần nữa là để chị lo cho các bé học hành này kia các thứ. Hôm bữa là em thăm nhà của chị nói là chị chưa có giếng nước á. Thì Mạnh Thường Quân ở bên em là cũng gửi tiền và kêu em là làm cho chị một cái giếng nước luôn. Và cái điều đặc biệt nữa là chị có một cái đứa bé mà nó đang có cái nguy cơ mà nó phải nghỉ học để đi lượm rác cùng chị để nuôi các em đi học đúng không? Bé đó hôm nay có đi lượm rác không? Có. Thế nên là Mạnh Thường Quân bên em là có gửi một số tiền để tài trợ là cho bé đi học luôn. Đó. Thì bây giờ chị nghe em nói vậy chị có mừng không? Mừng chứ. Chị cảm thấy thế nào? Vui. Bây giờ là mấy chị em mình đi về nhà, mình thu xếp mình về nhà đi. Rồi em sẽ trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân cho mình. Em đọc danh sách Mạnh Thường Quân rồi em sẽ kêu thợ vào làm thực hiện những cái điều mà Mạnh Thường Quân mong muốn em làm cho gia đình của mình nhá. Dạ. Nhá. Đi, chị em mình đứng dậy nào. Bây giờ chị em mình về nhá. Dạ. Thì em báo cho chị cái tin này thì chị có vui không? Vui. Chị có mừng không? Mừng. Bây giờ cái suy nghĩ của chị thế nào? Chị nghĩ là chị phải cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều vì đã giúp đỡ cho gia đình năm mẹ con trong bãi rác rất là nhiều. Yeah. Chị cảm ơn rất là nhiều vì đã theo dõi và biết gia đình chị rất là khó khăn. Chị vui lắm, vui không biết như rồi. Nào. Bây giờ là đi xuống kêu ba, rồi kêu mấy chị em đi về nhà, rồi chú trọng với cả Mạnh Thường Quân giúp cho gia đình của mình nhá. Thì bây giờ là Trọng sẽ kêu gia đình đi về nhà. Mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Bây giờ là Trọng đã đi tới nhà của gia đình chị Ca Thơm rồi. Mấy mẹ con lượm rác. Thì đây, mấy mẹ con là đang ngồi đợi Trọng về đây cả nhà. Thì đây là cái ngôi nhà nho nhỏ, cái ngôi nhà tình thương cách đây là 10 năm rồi của bên nhà nước hỗ trợ cho gia đình. Giờ Trọng vào để Trọng nói chuyện cùng với gia đình luôn nha cả nhà. Em gài cái này thì em nói chuyện với chị nha, chị Thơm nhá. Dạ. Anh đâu rồi? Chồng chị mới đây mà đâu rồi? Qua bên kia. Qua bên kia rồi à? Ừ. Ừ. Đây bây giờ là tiện thể thì nay em cũng nói với chị tình hình là kêu chị về để em trao cái số tiền Mạnh Thường Quân cho chị. Dạ. Rồi em còn đi mua đồ đạc các thứ ở trong nhà cho gia đình của mình đó. Dạ. Thì bây giờ là em đọc chính sách Mạnh Thường Quân này cho mấy mẹ con mình cũng biết luôn nhá. Dạ. Bây giờ là Trọng cũng đọc danh sách Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình chị Ca Thơm luôn nhé cả nhà. Thì hoàn cảnh này thì Trọng cũng đã chia sẻ lên là được một tháng rồi. Nhưng mà bây giờ Trọng mới trao cái số tiền này, nó cũng hơi chậm trễ. Nhưng mà tại vì cả nhà biết là thứ nhất là chị Thơm là chị đi nằm viện hết hơn một tuần. Rồi Trọng cũng có việc gia đình, vợ Trọng cũng sanh em bé nên là Trọng cũng nghỉ hơn một tuần nữa nên là bây giờ mới làm việc được. Thì bây giờ là Trọng xin đọc danh sách Mạnh Thường Quân và những lời nhắn nhủ của Mạnh Thường Quân số tiền là để làm gì luôn. Thì đây là danh sách Mạnh Thường Quân. Cô trưởng, cô chú Dương Văn Xuân gửi 10 triệu. Lời nhắn là nói với Trọng là để làm giếng cho gia đình của chị Ca Thơm. Nhóm của bà Dương Ngọc Nữ, cô Thu Lương, cô Hoàng, cô Ngọc Thanh gửi 16 triệu 300 ngàn với lời nhắn nhủ là kêu mấy bé là đi học đi, nói với chị Thơm là đừng có cho mấy bé nghỉ học, cô chú gửi tiền để cho mấy bé đi học. Đó là lời nhắn của Mạnh Thường Quân. Chị Mai ở Alabama nước Mỹ gửi 10 triệu. Chị Thảo Phan và chị Milane gửi 10 triệu. Chị Sonari gửi 400 đô la Mỹ. Cô chú Dũng Hoa ở Mỹ gửi 200 đô la Mỹ. Chú Đỗ Xuân Vương gửi 200 đô la Mỹ. Chị Thu Nguyễn ở Mỹ gửi 300 đô la Mỹ. Người gửi giấu tên gửi 4 triệu. Cô Trần Thị Hội và các bạn gửi 4 triệu. Anh Nguyễn Công Toàn gửi 3 triệu.
Bác Hoàng Văn Cần ở Hà Nội gửi 3 triệu. Chú Long và cô Cúc ở Texas gửi 100 đô la Mỹ. Bà Vũ Thị Xuân gửi 100 đô la Mỹ. Chú Thuần Lê gửi 100 đô la Mỹ. Chị Trinh ở Mỹ gửi 100 đô la Mỹ. Anh Vân Nguyễn hoặc là Văn Nguyễn gửi 100 đô la Mỹ. Chú Diễm Bùi 100 đô la Mỹ. Chị Trúc ở Mỹ gửi 100 đô la Mỹ. Anh chị Tôn Minh Châu gửi 150 đô la Mỹ. Chị Thảo Nguyễn gửi 2 triệu. Anh chị Nguyễn Thị Tiêu ở Úc 1.587.000. Cô Mimi Huỳnh 1.500.000. Chị Yến 1.200.000. Cô Tâm và cô Vụ ở Hà Nội 1.000.000. Chị Minh Anh 1.000.000. Cô Tố Phấn 1.000.000. Chị Phương Thúy 1.000.000. Chú Thiện ở thành phố Hồ Chí Minh 1.000.000. Cô Út Mương Điều 500.000. Cô Tám ở quận 8 gửi 500.000. Chị Mỹ ở Tây Ninh 500.000. Chị Nguyễn Thị Hương 500.000. Chị Phan Thị Bích Nhỏ 500.000. Anh Nguyễn Thanh Hải 500.000. Anh Lê Đăng Hải 200.000. Tổng số tiền mà tất cả Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình của chị Ca Thơm là 119.637.000. Thì chị thấy cái số tiền này chị thấy lớn không? Lớn lắm. Chị khóc à? Sao chị lại khóc thế? Chị vui quá. Vui mà sao lại khóc? Tại vì từ đó giờ chị không nghĩ là có ai thương mình như vậy mà cho tiền cho mình. Dạ. Nghe thôi là buồn lắm, muốn khóc. Nghe thôi là mừng muốn khóc đúng không? Trời ơi cả nhà. Tại vì cái số tiền là 119 triệu 600 mấy chục ngàn này không phải là cái số tiền nhỏ. Nên là bây giờ là chị đang rất là xúc động cả nhà. Nên là chị bây giờ thì Trọng cũng lấy tiền này Trọng trao cho chị luôn. Rồi Trọng dặn dò chị. Bây giờ Kiệt đưa cho anh số tiền Kiệt. Thì bây giờ là trên tay của Trọng đây là số tiền là 119 triệu 700 ngàn. Thì số tiền là 637 ngàn nhưng mà mình trao 700 ngàn luôn cho nó tròn. Thì bây giờ là Trọng đưa cho chị Cá Thơm luôn. Chị Thơm ơi, chị bình tĩnh này, chị nghe em nói này. Đây nha, bây giờ là em trao cái số tiền là 119 triệu 700 ngàn của Mạnh Thường Quân cho mình nhá. Đây, em trao cho chị này. Chị bình tĩnh lại. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Chị đó khóc rồi cả nhà. Cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã biết giờ coi video của chúng con rất là nhiều. Tại vì từ đó giờ chúng con chưa có tiền nhiều như vậy. Con sợ lắm. Sao lại sợ? Bây giờ chị đó khóc rồi, chị đó không nói được gì được cả nhà. Chị bình tĩnh đi, chị không? Chị cứ bình tĩnh đi, cô em ngồi đấy. Nào, bỏ tay xuống. Nhà thì cơm ăn thì từ ngày kiếm. Bỗng một ngày có tiền như vậy, mình không biết từ đâu mà ra. Cô chú đã cho con không biết cảm ơn như thế nào. Con biết ơn rất là nhiều. Con cảm ơn cô chú và Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Con không biết nói gì hơn. Tại vì bây giờ con Cảm ơn Trọng và Kiệt nhé, đã giúp đỡ cho chị rất là nhiều. Mặc dù đã đi giúp chị mỗi nơi mỗi chỗ đã đi, tại vì chỗ đó cũng là bãi rác khó chịu, nhưng mà hai em cũng đã đến giúp đỡ cho chị. Chị mang ơn hai em rất là nhiều và Mạnh Thường Quân nữa. Yeah. Chị không biết nói gì hơn ngoài từ cảm ơn. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân và cô chú anh chị ngoài miền tổ quốc này. Chị không biết ai là yeah. ai, vì không biết gặp mặt ai, vì biết nhận tiền mà thôi, và cảm yeah. ơn rất là nhiều. Rồi, chị cứ bình tĩnh nhá. Chị đấy xúc động quá thì chị đó nói. Với lại là chị đó là người đồng bào, chị nói mà có gì không hay thì khán giả cũng thông cảm. Nhưng đây là những cái lời nói mà chân thật nhất là của chị luôn á. Nào chị bình tĩnh nào.
Bây giờ em nói chị Thơm nghe nào. Kêu mẹ nín đi con, em kêu mẹ nín đi. Kêu mẹ nín đi để chú Trọng nói chuyện nào. Bây giờ chú hỏi Luyến này, bây giờ là con nhận được số tiền lớn vậy con có mừng không? Dạ có. Con có vui không? Dạ. Con cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân đi. Dạ con xin cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân và nhóm chú Trọng đã giúp đỡ gia đình con. Ngoan nhá, cố gắng học giỏi nhá. Dạ. Bây giờ chị Thơm, chị bình tĩnh chưa? Để em dặn dò chị này. Bây giờ là cái số tiền là 19 triệu 700 ngàn. Thì là à quên, 119 triệu 700 ngàn. Thì Mạnh Thường Quân cũng có dặn dò cho em á, là thứ nhất là cái nhà của chị là hôm bữa mà em vào thăm thì nó trời nó mưa nó bị dột á. Các cô chú nói với em là thứ nhất là mình sửa nhà. Đó. Thứ hai là cái bé lớn của chị mà hôm bữa chị kêu là chị tính cho bé nghỉ để đi lượm rác cùng chị để nuôi mấy bé nhỏ này. Thì là Mạnh Thường Quân kêu là em sẽ đóng tiền học cho bé. Đóng tiền học cho bé đó với cả mấy bé này luôn. Rồi dắt cái bé đó đi mua một chiếc xe máy. Để bé, tại vì qua năm sau bé học lớp 10, bé học trường xa. Thì bé có một chiếc xe máy để bé đi học. Đó là thứ hai. Thứ ba nữa là sẽ đào một cái giếng. Đào một cái thuê thợ vào khoan hoặc là đào một cái giếng để cho gia đình của chị có nước sinh hoạt. Hiện tại bây giờ là mình sinh hoạt nước ở đâu? Nước mưa thì dùng nước mưa, không thì đi xuống ruộng tắm. À. Xin nước bà con, chỉ xin nước uống thôi, với nước cơm. Ừ, thì là vừa xin bà con vừa ra ngoài sông ngoài suối với cả xài nước mưa đúng không? Dạ. Rồi bây giờ chị hiểu ý của em chưa? Ừ. Thì bây giờ là cái số tiền là 119 triệu này là Mạnh Thường Quân là nói với em là em ngày hôm nay em lên trên này á, là em đọc cái danh sách Mạnh Thường Quân lên và em trao để cho chị biết thôi. Còn Mạnh Thường Quân dặn dò em là em sẽ giữ cái số tiền này hộ chị, em sẽ đứng ra rồi em làm những cái điều này cho chị, vừa sửa nhà này, vừa làm giếng này, vừa dắt con chị đi mua xe này. Nên là với lại là chị cầm cái số tiền lớn như vậy thì chị có lo ngại gì không? Không thì em giữ hộ chị, em sẽ làm những cái việc đó cho chị. Chị thấy thế nào? Được. Thế thì em giữ hộ chị nhá. Dạ. Thì cái này là không phải là Trọng muốn giữ cái này đâu. Tại vì giữ một cái số tiền lớn như thế này ấy, thì cái trách nhiệm nó rất là cao đó cả nhà. Trọng cũng không có muốn giữ cái số tiền này. Tại vì Mạnh Thường Quân dặn dò Trọng rất là kỹ. Mạnh Thường Quân dặn là làm những cái việc gì thì phải sử dụng cái đồng tiền này nó hợp lý. Nên là Trọng sẽ giữ rồi Trọng sẽ điều phối gia đình để sử dụng nó hợp lý. Rồi khi nào mà nó ổn định hết rồi, số tiền còn dư thì Trọng sẽ dắt gia đình đi gửi tiết kiệm. Bây giờ Trọng sẽ tính luôn này cho tất cả khán giả đều biết. Thì Mạnh Thường Quân dặn cái bước đầu tiên á, là phải an cư mới lập nghiệp. Nên là Mạnh Thường Quân thấy là cái nhà này cũng rất là nhỏ rồi bị dột này. Mạnh Thường Quân kêu Trọng sửa nhà. Thì thứ nhất là bây giờ là sửa nhà. Thì cái nhà nếu mà sửa thì tại vì nhà này chị cũng có sẵn rồi nhưng mà nó cũ thôi. Mình sửa thì sửa tầm cỡ khoảng 40 triệu thôi. Mạnh Thường Quân chia ra là cái tiền mình sửa nhà sẽ là 40 triệu. Tiền mình làm giếng á, là cả motor máy móc các thứ, cả đào công đào là sẽ là 10 triệu, là 50 triệu. 50 triệu là sẽ đi mua cho bé lớn của chị một chiếc xe máy 50cc, nó sẽ dao động từ 10 đến 15 triệu nữa. Còn số tiền còn lại là để lo cho các bé ăn học. Và từ nay về sau thì mình sẽ hạn chế không cho mấy bé này ra ngoài bãi rác nữa để cho mấy bé đi học. Bây giờ là sẽ sửa nhà cho chị, là cái tiền Mạnh Thường Quân dặn cho em là sửa nhà cho chị là sẽ là sửa là 40 triệu. Thì bây giờ là tí nữa chồng của chị về đây rồi em cả chị với cả chồng chị tính sửa những cái nào rồi em sẽ kêu thợ lên sửa cho mình. Về cái tiền bạc sửa nhà các thứ thì em sẽ thanh toán trực tiếp cho cái bên người ta sửa nhà luôn. Chị nói cái này được không em? Tại vì cái nhà này thì là nhà nước cho. Nếu có được điều kiện cho chị làm cái nhà tôn bên này, tại con chị đông quá, trên này thì để hai vợ chồng chị ở một phòng cũng được, để làm cái nhà tôn bên này cũng được, để nếu có ai tài trợ thì chị sẽ làm nhà tôn nhỏ thôi bên này. Mạnh Thường Quân là tài trợ thì riêng là 40 triệu là để mình sửa nhà. Đó, trong cái số tiền là 119 triệu 700 ngàn này là vừa sửa nhà, vừa đóng học, vừa làm giếng, vừa cho các bé đi học, vừa mua xe. Thì riêng cái khoản là 40 triệu là để sửa nhà. Thì tại sao mình không sửa đây mà mình lại muốn làm nhà tôn? Mình sửa nhà mới cho nó đẹp chị.
Mặc dù có sửa xong thì trong nhà cũng nhỏ, có một phòng hai vợ chồng ngủ, không có chỗ để con ngủ. Ừ. Nên chị ước mơ là có được nhà tôn bên kế bên này chấp luôn cho mấy đứa con nó ngủ. Thì chị là muốn cho nó rộng rãi ra để ngủ, dạ, đúng không? Để nó rộng ra, tại vì chị bốn đứa con là không có chỗ ngủ. Trước giờ thì không có cái giường để nằm nữa, nằm cái nệm hư hết rồi. Mỗi lúc mưa thì nệm cũng ướt hết. Bên kia thì cũng là bữa trước thì làm cái như vậy này mà nó hư hết rồi, đóng cái tôn cũng hư luôn rồi. Nhà rồi vẫn... em hiểu rồi. Thế là thay vì mà sửa nhà cho chị thì làm cho chị một cái nhà mới để cho nó rộng rãi, đúng không? Dạ. Nhưng mà 40 triệu này đâu có xây được nhà đâu. 40 triệu này đâu có xây được nhà tường như vậy đâu. Nếu mà 40 triệu này mà làm thì chỉ làm một cái nhà tiền chế nhỏ nhỏ thôi. Dạ cũng được. Thế là chị muốn làm cái nhà tiền chế nhỏ nhỏ hay là chị muốn sửa nhà? Làm nhà nhỏ nhỏ cũng được. Ừ. Cho mấy đứa con chịu ngủ. Ừ. Tại nó sắp càng ngày càng lớn rồi, nó đâu có ngủ với ba má nữa đâu. Nếu mà như vậy thì chỉ có làm nhà tiền chế thôi. Dạ. Chị có muốn làm nhà tiền chế không? Ừ. Thì cái nhà mong muốn của chị làm là như thế nào? Chị chỉ muốn là mua cái sắt thôi, tại vì cái tôn chỉ xây một khúc khỏi nước vô á, xong rồi mình làm đóng tôn hết mấy con ngủ. Đấy, tại vì cái này tùy theo chị quyết định thôi. Mạnh Thường Quân tặng cho mình 40 triệu để mình sửa cái nhà. Nếu mà mình không muốn sửa, mình muốn làm thêm cái nhà tiền chế cũng được. Mà 40 triệu này em nói trước là sẽ không được to lắm nhá. Là ở dưới nền thì sẽ có lợp xi măng này, xong rồi xây gạch lên được phân nửa, rồi còn phân nửa bên trên là lợp tôn. Đúng không? Thì cái nhà đấy đúng cái nhà chị mong muốn chưa? Chứ có chỗ để ngủ là được rồi. Rồi. Thì sao dám mơ ước được. Ok, thì đó là về phần nhà cửa nhá. Còn về phần làm giếng thì chị nói là chị chưa có giếng, nên là Mạnh Thường Quân là có tài trợ là 10 triệu để cho chị làm giếng. Chị có thể thuê người đào hoặc là chị có thể là thuê người ta khoan giếng. Thì 10 triệu đấy là cả chi phí máy móc, cả chi phí đào luôn. Chị không biết người ta khoan giếng bao nhiêu, chị cũng thì cái đó thì em cả chị sẽ cả chồng của chị là sẽ đi tìm thợ sau. Tại vì em cầm tiền hộ chị mà, em sẽ ấy cho chị sau. Bây giờ thế này là bây giờ là hiện tại bây giờ trên tay của Trọng là đang cầm là cái số tiền là 119.700.000. Thì Mạnh Thường Quân dặn Trọng là làm rất là nhiều việc, khán giả xem khán giả thấy rồi đó, vừa mua xe cho bé lớn này, rồi vừa làm giếng, vừa sửa nhà các thứ, rồi chừng nào xong xuôi hết còn dư bao nhiêu thì Trọng mới trao trực tiếp cho gia đình, để dắt gia đình đi gửi vào sổ tiết kiệm. Chứ bây giờ là không thể nào mà trao một phát một như thế này cầm được, là Mạnh Thường Quân không có chịu. Với lại là trao như vậy thì nó sẽ không có hay, mọi việc nó sẽ không có ý nghĩa. Bây giờ là mình làm xong hết đi, còn như bao nhiêu mình sẽ trao. Thì ngày hôm nay là Trọng quay cái video này, nãy giờ khán giả xem video thì khán giả biết rồi đó. Bây giờ là Trọng đang cầm hộ gia đình của chị Thơm là 119.700.000. Thì Mạnh Thường Quân cũng dặn dò Trọng là giữ hộ cái số tiền này để cho nó an toàn. Và chị Thơm thì chị cũng gửi cho Trọng giữ hộ chị luôn, để Trọng làm nhà, làm giếng, rồi mua xe cho con của chị và đóng học cho con của chị. Nhưng mà bây giờ thì Trọng cũng trao trước 50 triệu cho chị Thơm để cho chị giữ hộ. Thì tại sao lại trao trước 50 triệu để cho chị giữ hộ? Là tại vì Trọng thì Trọng ở xa. Từ nhà Trọng lên trên này thì hết tới 4-5 tiếng đồng hồ chạy xe lận. Nên là mai mốt mà Trọng có kêu thợ lên trên này để làm giếng hay làm nhà, Trọng sẽ kêu thợ lên trên này, Trọng cũng lên đây Trọng thăm luôn. Nhưng mà nhiều khi thì thợ họ ứng tiền, cọc tiền các thứ, nên là Trọng không thể nào lên trên này Trọng trao được nhiều lần như vậy. Nên là nhờ chị Thông giữ hộ để chị trả tiền để cho bên anh em xây dựng các thứ. Chị Thông, bây giờ gửi cho chị cầm giùm em 50 triệu nhá. Nãy là số tiền của chị là 119 triệu, chị gửi em cầm hộ chị đúng không? Nhưng mà bây giờ là em gửi cho chị là chị cầm hộ em là 50 triệu. Đây là cọc này là 50 triệu, chị cầm hộ em. Thì em nói rõ luôn là cái số tiền này là để mình vừa làm một cái ngôi nhà tiền chế nho nhỏ hoặc là sửa nhà. Thì hai vợ chồng chị cứ bàn tính đi, thích sửa thì sửa, thích làm nhà tiền chế thì làm. Làm nhà, chứ sửa nhà không. Cái đó về tính là hai vợ chồng tính sau. Còn 10 triệu là để mình làm giếng, tổng đây là 50 triệu. Em gửi cho chị là chị cầm để mai mốt mà
em kêu thợ họ lên họ làm, rồi họ ứng tiền hay là họ trả tiền cho họ thì chị trả. Tại vì em ở rất là xa, em sẽ không lên trên này thường xuyên được. Nhưng mà em sẽ vẫn lên em giám sát họ làm nhà này kia các thứ và làm giếng. Nha, cầm 50 triệu này cầm cẩn thận nha. Là 119 triệu 700 ngàn. 119 triệu 700 ngàn mà đưa cho chị Thơm 50 triệu để trọng trừ ra xem là còn bao nhiêu. Thì cái số tiền của chị Thơm là 119 triệu 700, trừ đi 50 triệu Trọng đã đưa cho chị Thơm, là bây giờ số tiền mà Trọng đang giữ hộ chị Thơm là 69 triệu 700 ngàn. Đó. Thì trong video này khán giả xem video thì khán giả thấy nhá, là Trọng làm việc cái gì đó rõ ràng, Trọng phải quay video lại, không có tiền bạc nó rất là phức tạp. Bây giờ là Trọng đang cầm hộ chị Thơm là 69 triệu 700 ngàn. Kiệt cất đi em. Đấy. Nhá, 50 triệu này là để em kêu thợ lên là vừa làm nhà rồi vừa làm giếng rồi chị trả tiền thợ cho em nhá. Không có được tiêu xài gì lung tung nhá. Cái này là em gửi chị cầm hộ em thôi. Nhá. Thì nãy giờ là em dặn chị thì chị có nghe chưa, chị có nhớ không? Nhớ. Số tiền để làm căn nhà nhỏ nhỏ và làm giếng nước. Chị cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân và em chồng và em Kiệt rất là nhiều, từ nơi xa xôi để đến đây để đưa tiền cho chị buông hết, chị không có gì để trả, không có gì cho với em cả. Vì chị cũng là không không cần phải gì cả. Bây giờ thế này, cất cái số tiền này đi cho kỹ nhá. Tay của chị bị đau thì chị cứ nghỉ vài ngày đi. Nãy chị nói là chị tay chị đau nhưng mà chị vẫn cố gắng đi kiếm để lấy tiền mua gạo đúng không? Thì bây giờ là em sẽ chở chị đi mua gạo, mua nước này kia các thứ ở trong nhà để chị sinh hoạt hàng ngày. Đấy, còn cái số tiền 50 triệu này chị cứ cất đi, để ngày mai ngày mốt là em sẽ kêu thợ lên vừa làm nhà rồi vừa làm giếng luôn. Thì bây giờ là Trọng sẽ chở chị Thơm với cả mấy gia đình của chị đi mua một số đồ đạc này kia các thứ ở trong nhà nha cả nhà. Cái số tiền 50 triệu này là sẽ để sửa nhà hoặc là làm một cái nhà tiền chế và cả làm giếng. Thì bây giờ là Trọng mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhé. Chào tất cả mọi người. Thì nãy giờ là Trọng đã chở gia đình của chị Thơm đi mua đồ đạc về rồi cả nhà. Thì đúng như lời Mạnh Thường Quân dặn dò Trọng á, là nếu quay lại đây thì dắt gia đình chị đi mua gạo, mua sữa rồi mua bánh trái, đồ dùng ở trong nhà. Thì ở đây Trọng cũng mua đầy đủ nhá. Thì đây Trọng ngồi đây Trọng đọc cho tất cả khán giả xem là ngày hôm nay là Trọng mua những cái gì. Thì nãy giờ là hai chị em với cả bé này đi mua luôn này. Mua 2 bao gạo này, mua thịt này, 2 thùng sữa, 2 thùng mì, bánh, kẹo, đường, bột ngọt, dầu ăn, dầu gội, nước mắm, cá khô này, thịt heo này. Nói chung là mua tất tần tật luôn. Những cái gì mà diễn ra hàng ngày, đồ ăn, đồ uống hàng ngày là Trọng mua hết. Đó. Ngày hôm nay chở chị đi mua nhiều đồ như vậy, chị có vui không? Vui. Bao lâu rồi là mình chưa được mua được nhiều đồ như vậy? Chưa bao giờ, mới lần đầu luôn. Chưa bao giờ luôn à? Tết cũng không mua luôn. Thế Tết thì mình mua được những gì? Không mua cái gì. Có gì ăn đấy. Vâng, thì nãy giờ là Trọng với cả chị là đi mua là hết là tổng là 2.346.000. Thì đây là cái số tiền là Mạnh Thường Quân là gửi cho chị ngay đầu video thì Trọng cũng đọc lên rồi đó. Thì tổng cái số tiền Mạnh Thường Quân giúp là 119 triệu 700 ngàn. Thì Trọng có trao cho chị giữ hộ Trọng là 50 triệu để Trọng làm nhà và làm giếng. Thì cái số tiền đó là để riêng ra, không có được sử dụng gì tới nhá. Chỉ để trả tiền nhà từ với cả tiền làm giếng thôi. Còn ngày hôm nay là Trọng dắt chị đi là mua là hết 2.346.000. Thì khi mà Trọng trao cho chị là 50 triệu xong là cái số tiền của chị là còn là 69 triệu 700 ngàn. 69 triệu 700 ngàn thì Trọng lấy ra 4 triệu 700 ngàn, cái số tiền lẻ để Trọng dắt chị đi mua đồ đúng như lời Mạnh Thường Quân đã dặn dò Trọng. Thì nãy giờ là mua hết là 2.346.000. Thì 4.700.000 mua hết 2.346.000. Ở đây là còn 2.700.000. Thì bây giờ là Trọng cũng trao cho chị luôn. Đây, em trao cho chị cái số tiền mà 2.700.000 này nhá. Dạ, chị đây, cảm chị ơn. Vâng. Chị cảm ơn em và em Kiệt và em Trọng. Dạ. Cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã cho tiền cho chị để mua rừng gạo, sữa, mì cho con. Vì trước giờ không có ai cho chị. Giờ chị vui lắm.
chị rất vui vì mình ở xa, mình ở gần, mình không biết ai bà con hoặc là ai, cho nên Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ thì không biết mặt ai mà đã cứ biết là cảm ơn rất là nhiều. Mạnh Thường Quân chúc cô chú Mạnh Thường Quân có nhiều được sức khỏe để sau này có hoàn cảnh nào khó khăn để giúp đỡ. Chúc cô chú nhiều nhiều sức khỏe, cảm ơn rất là nhiều. Cái số tiền 2 triệu mấy trăm ngàn còn dư này mình để dành nhá. Để chừng nào mà hết gạo thì mình mua gạo chị nhá. Hết cá khô, hết nước mắm thì mình mua. Thì 2 bao gạo này thì mình mua được bao lâu? À mình ăn được bao lâu? Chắc 2 tháng. 2 tháng? Rồi, vậy là em mới trao cho chị thêm là 4 triệu 700 ngàn nữa. Tổng là bây giờ là em còn giữ của chị là 65 triệu tròn nhá. Thì 65 triệu này thì như nãy em đã nói á, là ngày mai là em sẽ chở hai bé của chị. Cái bé lớn là sáng em bé cũng theo chị lượm rác ở trong đó đúng không? Theo chị chở bé lớn này với cả bé này, hai bé đi mua xe để bé tiếp tục đi học. Hôm bữa chị nói là cái bé lớn là bé lúc trước là chị đang tính cho bé nghỉ để cho bé đi làm đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì nãy em cũng dặn chị ấy đó là không cần phải cho bé nghỉ nữa. Thì Mạnh Thường Quân bên em tài trợ để cho bé đi học vừa mua xe luôn. Ngày mai là em quay lại chở bé đi mua xe nhá. Không biết là nếu mà bé biết em mua xe cho bé, bé có vui không nhỉ? Vui chứ. Tại trước giờ chưa có xe đi mà sao không vui. Bố thì có xe cà tàng thôi. Thấy xe mới là vui quá, trong nhà mơ ước cũng không có nữa. Chắc nó vui quá còn gì nữa. Có bao giờ mà bé kêu chị mua xe cho bé đi học không? Có. Lúc đó nó nói là nếu con lên lớp 10 thì con phải đi học xa, mua xe, mua đồ các thứ, rồi may đồ nữa. Xong mẹ nói là nếu có tiền thì đi, còn không thì ở. Giờ thì đã có Mạnh Thường Quân và em chồng đây giúp đỡ cho chị rồi thì chị cho em đi học thôi. Thế là chắc nếu mà bé nói vậy thì chắc là ngày mai thì cho bé biết cái tin là thế thì là tối nay thì chị cũng đừng có cho bé biết là ngày mai em dắt bé đi mua xe nhá. Để ngày mai thì em đi vô trong bãi rác luôn để em nói bất ngờ cho bé là em nói là dắt bé đi mua xe luôn để cho bé mừng. Nhá. Thì chắc là bé sẽ rất là vui chị nhỉ. Vui quá nên còn gì nữa. Vậy thế thì bây giờ là em dặn lại chị một lần nữa nhá. Là lúc trước thì gia đình mình rất là khó khăn thì mình phải đi lượm rác rồi cho các con đi theo cùng. Thì còn cái công việc hàng ngày của vợ chồng chị là cái công việc lượm rác, thì cái đó là công việc của hai vợ chồng nên là em sẽ không có nói gì, em cũng sẽ không can thiệp được. Nhưng mà về phần là mấy đứa nhỏ này, mấy đứa bé là còn rất là nhỏ thì mấy đứa bé theo chị ra ngoài đấy lượm thì cũng không được bao nhiêu rác, cũng không được bao nhiêu tiền cả, nhưng mà sức khỏe thì nó rất là nghiêm trọng. Thực ra là Mạnh Thường Quân bên em kêu là Mạnh Thường Quân đã giúp rồi thì mai mốt thì chị hạn chế cho mấy bé đi lượm rác nhá. Đừng cho mấy bé đi nữa. Và Mạnh Thường Quân có dặn dò em như vậy. Cảm ơn nha. Cảm ơn em trọng nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn rất là nhiều. Nhiều lắm chứ. Cảm ơn ông hết luôn. Rất là vui. Có thịt, có cá, có gạo, có cơm ăn. Có nhà, có giếng nữa. Vui lắm, xe. Ngày mai thì dắt đi mua xe là có thêm xe nữa. Thế nhá, bây giờ thì em đi về nhá. Cái tiền là 50 triệu em đưa cho chị đó là cái tiền đó là không được dùng tới. Không được dùng bất kỳ cái gì cả, chỉ để trả tiền nhà với tiền giếng thôi. Trọng sẽ luôn quay lại đây để Trọng cập nhật tình hình về nhà cửa rồi giếng nước đến đâu. Tại vì Mạnh Thường Quân gửi tiền, Mạnh Thường Quân dặn dò Trọng rất là kỹ, nên là Trọng cũng phải dặn dò gia đình rất là kỹ. Thì tình hình về gia đình giếng rồi nhà cửa đến đâu rồi Trọng sẽ cập nhật ở video sau cho tất cả khán giả cùng xem. Trước mắt là ngày mai là Trọng sẽ sắp xếp thời gian, Trọng lên trên này một lần nữa để mai là chờ hai bé đi mua xe để bé chuẩn bị bắt đầu năm học mới. Thì vậy nha chị Thơm nhá. Thì bây giờ là em cũng xin phép gia đình mình, em sẽ đi về luôn chị ạ. Cảm ơn em nhé. Thì bây giờ là Trọng cũng kết thúc cái video này tại đây nha cả nhà. Thì Trọng cảm ơn tất cả khán giả đã xem cái video này của Trọng. Thì tình hình về gia đình chị Thơm như thế nào Trọng sẽ cập nhật ở video sau cho tất cả khán giả cùng xem. Khán giả nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em mình nhé. Một lần nữa thì Trọng xin chân thành cảm ơn.
Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hàng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.